hồng treo gió món số mình làm mai khôi trời thì đang vào giữa thu lá cây cũng đã thay màu và rơi rụng nhiều rồi đi chợ thì trái hồng quá trời luôn mấy chị ơi bởi vậy người ta mới có ăn câu mùa thu sang có quá trời hồng trời mai chụp có bốn trái thôi đó chứ chụp mà 10 trái hai chục trái thì chắc cũng uh, mệt nha <laughs> vào năm đó mấy chị còn nhớ không em cũng làm hồng treo gió đó làm xong cái uh, nghỉ luôn gác kiếm Năm nay thấy hồng nhiều quá cho nên cũng gọi là ngứa tay ngứa chân mấy chị Khúc này là em đang phân vân suy nghĩ nè Không biết là làm hồng treo gió là có gọt vỏ hay không Có hay là không Khúc này là không nhớ gì hết trơn á Suy nghĩ một hồi tổ tiên mách bảo thì mới nhớ ra là Có nha mấy chị, gọt vỏ Và hồng này thì em mua là lựa mấy cái trái mà nó còn hơi xanh xanh cứng cứng á Bề rửa cho nó thiệt là sạch rồi nâng niu từng trái một à lúc mà lựa đó là em cũng lựa mấy trái mà nó còn cái cuốn nó còn cái cọng chỉ ra để lát nữa mình còn cột nó lại rồi mấy chị thấy cái chai gì không Trời em mới đi xin được đó làm hồng treo gió thì mình phải có rượu để mà mình tẩm mình ướp mình ngâm nó nha mấy chị mà sao cứng vậy ủa sao không ra Ủa sao nó cứ đi vòng vòng vậy Rồi không biết có điềm gì hay không mà mở hoài không ra mới chơi Hôm nay nó kêu thôi bà nội đem đi ăn đi cho rồi đi công đặt treo treo Không em không chịu Xong hồi vất vả vật vờ thêm nó mở ra được rồi mấy chị Giờ đổ vào trong một cái tô mà thực sự á, là muốn đổ hết chai luôn ngâm cho nó ngập Nhưng mà không được cái người mà em xin cái chai này là đang ngồi đối diện luôn tôi nói đổ hết chai là lần sau là không có chai thứ hai đâu <laughs> cho nên là đổ cũng dài chừng dài chừng đâu khoảng gần một phần hai chai thôi giờ em sẽ cho từng trái hồng vô nha vừa đủ chỗ luôn nhưng mà mấy chị nhìn đi trái hồng nó không có được ngập bỏ mà đầy thì tốn quá bây giờ sao rồi cái gì khó là có khôi lo bây giờ mình lấy cái vá mình múc từng cái muỗng này lên mình rưới 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 trên từng cái trái hồng đó thay vì để cho nó nằm yên nó ngâm đâu tầm 5-10 phút á thì mình đứng mình cứ tưới lên tưới xuống nhưng mà tao nói cái tay nó muốn lặt lìa luôn mấy chị ơi <laughs> làm đâu khoảng 10-10 ngàn lần đó là mình ngưng nha Xong bây giờ sẽ lấy một cái sợi dây đó ví dụ như mình cao bao nhiêu á, thì mình sẽ lấy cái sợi dây nó gấp đôi em cao mét rưỡi thì lấy sợi dây 3 mét còn mấy chị mà cao 2 mét thì mình lấy sợi dây cũng 3 mét chứ 4 mét thì nó nhiều quá uổng nói chứ đừng nghe lời nhỏ mấy chị ơi lấy sợi dây sao mà nó vừa đủ cho mấy trái hồng thôi rồi bắt đầu cột từng trái một mấy bữa em làm á là em cột nguyên cả trái luôn em túng nó lại nhưng mà em thấy hồi phơi nó khô nó teo nó túng vô mấy sợi dây nó cũng làm màu thôi à cho nên là em quyết định lần này em sẽ cột kỹ hơn chắc hơn từng trái trên cái cuốn nha mà em thấy trái đầu tiên em cột á em để trái hồng trên cái miếng giấy thì nó đỡ trượt tới trượt lui cái sau em không có để rồi nó trượt còn hơn ba tơ nữa cho nên mấy chị nhớ lót miếng giấy đặt lên trên nha và sau một hồi chăm chỉ cặm cụi như một chị ông oh no 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 thì bây giờ em cũng đã làm xong bốn trái rồi mấy chị mà công nhận sao nó nặng dữ thần vậy. Em không nghĩ nó nặng đâu nha, mà nó không nhẹ một miếng nào luôn. Trời ơi, đứng giơ tay như là người chiến thắng nè. Trời ơi mấy chị đoán đi cái mẻ này nó sẽ gọi là thành công vang dội, cuộc đời nở hoa hay là thô chắc bí tắc đi mấy chị. Mấy chị đoán nha để lại bình luận cho em nha. Thôi hay là mấy chị cho em xin một cái tim, một cái like được không? Chứ ế quá, dạo này quá ế rồi. <laughs> Hồng thì em sẽ đem ra phơi ở ngoài trời Trời có âm u thì em cũng phơi nha Trừ khi là mưa bay lấp phất hay là mưa to thì đem vào nhà Trời tối thì cũng sẽ đem vào nhà luôn Rồi mấy chị đợi video sau sau sau, sau nữa kết quả nha Ui ghê vậy Bò viên mà nó nhúng nó nhảy cái bạch Trời ơi, em tưởng đâu là hả đang chơi bánh đũa đó mấy chị Nay nhà có khách cho nên là em sẽ vào bếp phá bột phá đường Không, không được đâu mấy chị, không được tổ trác Trời ơi, mời khách đến mà như vậy là tao nói <laughs> Làm nhiều món nhưng mà em chỉ quay lại có hai món gọi là chủ đạo cho ngày hôm nay Đó là bò viên và bánh chuối Mà mấy chị biết bò viên là để ăn với cái món gì không? Dạ chính xác, đó chính là phở thịt bò thì mới khôi mua cái loại người ta đã xay sẵn rồi cho nên về chỉ có trộn gia vị thôi trộn đều xong rồi á thì cho vào trong cái bông ni lao rồi mình dàn ra bỏ vào trong tủ đông cho nó thiệt là lạnh nha rồi giờ xe qua em sẽ làm bánh chuối nha cái chuối này em đi chợ mới mua luôn á thì nó không có được gọi là chín tới mà nó vừa mới chín thôi Nhìn nó còn hơi xanh xanh cái cuốn á mấy chị nhưng mà biết làm sao giờ không lẽ nói khách là khoan tới đi tại vì chuối nó chưa có chín á <laughs> và em đã pha sẵn một tô nước muối để làm gì để cho mấy trái chuối này vào nó ngâm bồn nó thư giãn này mấy chị rồi sung sướng thì có chứ Ngâm đâu khoảng 5-10 phút á thì em sẽ lôi nó ra và sau đó thì cắt từng cái miếng nó không có quá nhỏ mà cũng không có quá bự. Tại vì cái chuối này nhìn vậy thôi chứ nó mềm dữ lắm. Mà chuối sứ, chuối xiêm á thì nhà em không có trồng, đi mua thì cũng phải gọi là vượt đèo băng suối lội đồi. Nói chung là xa xôi lắm. Thôi có gì làm đó đi. Chuối này thì em sẽ ngâm với đường rồi mấy chị thấy cái gì đấy không rồi bây giờ mà ta nói hả tu hết cái bình này một cái là thôi đi ngủ nha đi ngủ tới ngày mai gà gái và ông mặt trời dậy cũng không có dậy nổi luôn nói chứ đây là cô nhắc em cho vào trong chuối để nó đỡ cô đơn mấy chị dùng cái gì cũng được nha rồi chồng em có hai chai mà em đâu biết dùng chai nào cái em lấy đại một chai mà trúng ngay cái chai nó ngon nhất <laughs> Mùi nó thơm lưng lận mấy chị ơi Rồi em bỏ cái chảo chuối qua bên cho nó nghỉ ngơi khoảng 15 phút nha mấy chị Chứ cô nhắc vô thì chịu gì nổi còn làm bánh á, thì ở đây em sẽ dùng bánh mì bánh mì lát giống em hay là bánh mì ổ hay là bánh mì sao đâu cũng được nha mấy chị đó nói chung mình sẽ cắt cho nó nhỏ nhỏ ra rồi cho vào đây là nước cốt dừa mấy chị nhìn nước cốt dừa nó không có được thống nhất trong kết cấu đúng không là do bên này lạnh á cho nên cái nước cốt dừa lon nó bị đông mà em bỏ vào trong lò vi sóng á, thì nó cũng chưa có chảy ra hết rồi bây giờ mình sẽ trộn đều và ngâm cái tô bánh mì này cho nó mềm ra bây giờ thì bắt chảo chuối lên bếp nấu nấu cho nó thấm tháp vô trời ơi mấy chị ơi tao nói ngửi một phát thôi là nó thơm nè mấy chị chị thấy không rồi, ngửi không thôi là cũng muốn đi ngủ rồi đó mình nếu không sao mà cái nước nó sệt sệt lại như vậy là được bây giờ sẽ quay lại với cái tô bột nãy giờ quay tới quay lui mấy chị có thấy chóng mặt không Chứ em cũng muốn gọi là đi tới cõi ta bà rồi đó bây giờ mình cho bơ vào đây nha em sẽ trộn đều lên rồi mới cho vào đây là một cái trứng xong thêm xí xí, xí muối nữa và một muỗng canh sữa đặc nói chung cái sữa đặc này mình cho thêm tùy theo cái đồ ngọt của mấy chị nha trộn đều lên mà sáng nữa là quên một cái nguyên liệu đó là bột gạo nguyên liệu nó cũng nhiều dữ lắm thôi để em ghi trên màn hình cho mấy chị tiện tham khảo nha mà em xin lưu ý mấy chị đó là em không phải dạy nấu ăn nha mấy chị em không có dạy và thực sự là em không có dạy và cái gì mà quan trọng là mình nhắc lại ba lần chứ nhiều chị đi vô tự nhiên kêu em dạy nấu ăn rồi gì phong em làm cô giáo xong rồi chửi em <laughs> em chỉ là một cô bé nhỏ nhoi yêu bếp nút thích phá bột, phá bánh, phá đường Rồi làm video sầm sàm, chia sẻ vậy thôi mấy chị ơi Đó, nói chung là không có ai dạy mà tổ trác rồi trác tổ gì tùm lum tà la nha hết trơn á <laughs> Chuối em trộn vào trong cái phần bột luôn nha Nhưng mà chừa lại vài lát để mình trang trí trên bề mặt cho nó đẹp Cho người ta nhìn vào người ta biết À, thì ra nhỏ này đang làm bánh chuối Bánh này thì em sẽ nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong vòng 1 tiếng Mấy chị biết sao mà nướng lâu vậy không? Tại vì em muốn cái chuối ở trong bánh á nó phải đổi màu nó ra hồng hồng đỏ đỏ để lát nữa em flash với khách ừ, chứ không gì hết trơn á. Rồi Xoay 180 độ lại với cái bò viên nha mấy chị, em để cho nó lạnh thiệt là lạnh, nhưng mà nó không có đông nha, nó lạnh thôi kiểu nó hơi xốp xốp là mình đem đi quết. Quết thì em vẫn u như kỹ, đó là số 1 trong vòng 1 phút, lên số 3 trong vòng 3-4 phút, rồi lên số 4 trong vòng 3-4 phút nữa là xong. Ủa rồi không có máy lấy gì quết? dạ nếu mà mấy chị không có máy quét chạy bằng điện á thì mình dùng máy quét chạy bằng cơm tức là mình lấy hai cái tay của mình đó rồi mình bóp 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 mình nhồi 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 thịt rồi mình cầm cái miếng thịt lên mình đập cái pập xuống mình cầm lên mình đập cái bập xuống đó là tới khi nào thấy nó dẻo dẻo nó quéo lại là được nha rồi em sẽ vê thành từng viên cho vào nước lạnh ha thêm củ hành tây nữa rồi đem đi nấu nè trong lúc đợi cho bò viên nó chín đó thì mình đi pha cái nước để mà lát nữa em quét lên trên cái mặt bánh chuối đó là một bơ chảy với lại một mật ong. Mình sẽ nhẹ nhàng quét lên trên bề mặt bánh sau khi nướng được một tiếng nè, rồi em bỏ vào trong lò nướng thêm nữa. Lúc này sẽ tăng nhiệt độ lên là 180 độ C. Nướng khoảng 15 20 phút hay 30 phút tùy theo lò nha mấy chị. Thấy bánh nó vàng vàng là tắt lò nhưng mà vẫn để bánh ở trong lò tiếp. Tại mấy chị biết sao không? Em ngừa ngựa muốn cái chuối nó đổi ra màu hồng màu đỏ dữ lắm. Bò viên chín thì vớt ra trong cái thau nước lạnh nha. Trời ơi nó nhảy nè. Ui ghê vậy Ôi oh ghê yeah. Chị thấy nó nhảy cà tân cà tưng cà tưng là biết nó dai nó giòn cỡ nào rồi ha Cái này mà ăn với lại phở hủ tiếu hay là chấm tương ớt ăn cũng ngon nữa May mà em quay có hai món đó mấy chị Chứ quay hết mấy món trong ngày hôm nay thì tao nói chắc tới ngày mai cũng chưa xong nữa đây phở thì có bò viên nè, tái nạm nè Còn đây là bánh chuối, bây giờ em sẽ bỏ ra dĩa Đó mấy chị thấy cái miếng chuối nó hồng hồng đỏ đỏ không? Cái này mà dùng chuối sứ, chuối xiêm ha Cái màu nó còn lộng lộn hơn nữa Mà mấy chị thích ăn bánh chuối nóng hay là bánh chuối lạnh nè?